Khu vực đất dự án Thạnh Mỹ Lợi B trước kia là vùng đất trũng ven sông Sài Gòn. Người dân sống bằng nghề nông. Tuy nhiên sau khi có quyết định thu hồi đất, đồng ruộng rơi vào cảnh bỏ hoang. Người dân thấp thỏm chờ đến nơi ở mới và ổn định cuộc sống. Khi dự án treo nhiều năm không được thành phố xử lý, người dân không thể sản xuất do thường xuyên bị ngập nước. Nhiều hộ dân phải thuê nhà ở nơi khác, khiến kinh tế bị kéo giảm rất nhiều. Nhiều gia đình không làm nông nghiệp, không có thu nhập, phải đi làm thuê ở nhiều nơi. Một số khác vì không có thu nhập nên sinh ra cảnh nợ nần, phải bán nhà cho những người đầu cơ đất. Cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Trong khi đó, nhiều người đầu cơ đất tại Thạnh Mỹ Lợi để mong được đền bù những lô đất dịch vụ ở khu vực tái định cư. Dạ, hồi xưa bên này là trồng đất nông nghiệp, anh thì hồi xưa là cũng có ở được, nhưng mà nói chung giờ thì anh coi giờ lấp đất xong nước nó tràn vào đây hết á, thì đất bên này nó sẽ bị ngập nước hết, không có canh tác được hay là làm cái gì được hết á. Ngày xưa gia đình em là trồng trọt, canh tác trồng trọt rồi đó anh. Dạ, do là đất ở đây bị người ta lấy rồi sang lấp mặt bằng trái phép á, rồi dẫn đến nước nó ứ động, rồi thành ra là không có trồng trọt, không có canh tác gì được, ở cũng không được luôn, nên là dẫn đến gia đình phải đi thuê trọ ngoài ở. Đền bù thì chưa có đền bù thỏa đáng, bên gia đình em cũng chưa có chịu, nhưng mà tự động tiến hành san lấp mặt bằng. Mặt khác, tiền đền bù đất khu vực này rất thấp so với giá thị trường, khiến người dân cảm thấy không thỏa đáng. Theo một số người dân, giá đền bù là 150.000 đồng trên 1 mét vuông đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, 200.000 đồng trên 1 mét vuông đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và 8 triệu đồng trên 1 mét vuông đất thổ cư. Đây là mức giá rất rẻ mà người dân cho rằng nếu bán đi thì không thể mua được chỗ khác. Trong khi đó, cùng với sự phát triển của hạ tầng, giá đất tại quận 2 liên tục tăng, phổ biến ở mức 15 triệu đồng một mét vuông đối với đất nông nghiệp và từ 60 đến 80 triệu đồng mét vuông đối với đất ở. Người dân cũng cho rằng chủ đầu tư đang đứng trước một món lợi rất lớn khi được giao dự án 120 ha nhưng lại đền bù rất rẻ. Đền bù á thì không có đúng theo cái ở trên là đất thì nói là đất làm để làm công vì công, nhưng mà khi bây giờ đưa ra thì là để kinh doanh làm bất động sản rồi này kia, thì đền bù theo cái số tiền là nó không có thỏa đáng, nên gia đình em là không có đồng ý. Hiện tại thì giá đất ở đây lên đến 40-50 triệu một mét vuông, mà hồi đó thì có 1-2 triệu, mà giờ áp giá của 2017 thì gia đình tụi em không có chịu. Gia đình em không có chấp nhận cái giá đó. Em coi giờ không có nhà ở luôn, toàn đi ở thuê với lại đi làm công làm mướn chứ. Dạ, em mong là bên chủ đầu tư thì thỏa thuận cái giá đất hợp lý cho người dân với lại gia đình em ấy. Là một trong những hộ dân có đất cần giải tỏa nhiều chỗ cho dự án là gia đình ông Hà Thanh Hưng. Ông Hưng cho biết đến năm 2004, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi 120,37 ha đất giao cho công ty đầu tư và xây dựng Thanh niên xung phong làm dự án. Theo đó, toàn bộ diện tích là 4.509 m2 của gia đình ông cũng bị thu hồi. Nhưng tới tận hơn 10 năm sau, tức là năm 2015, thì Ủy ban Nhân dân quận 2 mới ra quyết định bồi thường diện tích đất trên cho gia đình ông Hưng với mức giá 1.499.270.000 đồng. Mức giá này được áp dụng theo khung giá đền bù của năm 2007. Ông Hưng cho biết gia đình không được chủ đầu tư gặp gỡ để đàm phán, thương lượng giá đất đền bù theo quy định. Khi gia đình ông không đồng ý, chính quyền quận 2 và phường Thạnh Mỹ Lợi đã can thiệp đưa ra mức giá đền bù, rồi sau đó là cưỡng chế thu hồi đất. Trao đổi vấn đề này với Thạc sĩ luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư chính pháp Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết. Theo quy định của luật đất đai 2013 mà chúng ta đang áp dụng thì nhà nước chỉ tiến hành các biện pháp hành chính để thu hồi đất khi mà việc thu hồi đất đó là phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích quốc phòng, lợi ích công cộng. Còn đối với trường hợp mà một doanh nghiệp muốn sử dụng đất để xây nhà chẳng hạn, xây nhà chung cư chẳng hạn, hoặc là để xây dựng doanh nghiệp chẳng hạn, thì phải có sự thỏa thuận với người sử dụng đất. Trong trường hợp mà nhà nước áp dụng các biện pháp hành chính để thu hồi đất của hộ gia đình cá nhân của tổ chức để giao cho cơ quan đơn vị tổ chức để thực hiện vì lợi ích quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, thì cái đơn giá sẽ được xác định là sát với giá thị trường. Đấy, và do nhà nước ấn định quy định trên cơ sở là căn cứ vào, thứ nhất là căn cứ vào cái giá mà địa phương đó
ban hành quy định. Thứ hai nữa là căn cứ vào các cái giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường. Đấy, cái thứ ba nữa là căn cứ vào các giá của các cơ quan thẩm định. Và cái giá này là do nhà nước quy định, nhưng mà là phải sát với thị trường để đảm bảo cái quyền lợi của người có đất bị thu hồi. Thế còn trường hợp thứ hai nữa là trường hợp doanh nghiệp lấy đất của hộ gia đình cá nhân của người dân để triển khai cái dự án theo cái phương án của doanh nghiệp, thì cái trường hợp này thì giá đất phải là sự thỏa thuận, chuyển thỏa thuận về việc chuyển nhượng đất theo cái giá thị trường, mà lúc đó giá đất là do hai bên chủ thể tự thỏa thuận quyết định với nhau, chứ không thể là áp dụng biện pháp hành chính trong trường hợp mà không phải lợi ích quốc gia, không phải lợi ích quốc phòng, không phải an ninh, lợi ích công cộng, mà đây là lợi ích kinh tế của một doanh nghiệp, một chủ thể, thì hai bên phải có sự thỏa thuận với nhau về giá. Nếu không thỏa thuận được giá thì cái dự án đó không thể triển khai được. Liên quan đến việc chính quyền cưỡng chế thu hồi đất khi chưa được đồng thuận về mức giá bồi thường, thì người dân hoàn toàn có thể khởi kiện quyết định thu hồi đất đó, luật sư Cường phân tích. Trong trường hợp một cái dự án mà thu hồi đất, thường sẽ có hai cái quyết định quan trọng. Thứ nhất là quyết định thu hồi đất, thứ hai là quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư, và cái quyết định phê duyệt đó thì kèm theo cái phương án. Vậy nếu người dân mà cho rằng là cái đất của mình không thuộc trường hợp bị thu hồi, có nghĩa là đất này trường hợp là phải có sự thỏa thuận về giá mới tiến hành cái biện pháp thu hồi hoặc là chuyển nhượng sang tên, mà chính quyền địa phương lại ban hành quyết định thu hồi đất mà không thuộc trường hợp phải thu hồi đất theo quy định pháp luật, thì có thể khiếu nại cái quyết định thu hồi đất này hoặc là khởi kiện. Đó là cái quyền được khiếu nại hoặc là khởi kiện hành chính đối với cái quyết định thu hồi đất khi mà người dân cho rằng là cái việc thu hồi đất như thế là không đúng thẩm quyền, không có căn cứ, không đúng trình tự thủ tục. Cái quyết định thứ hai là quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Thì quyết định này nó liên quan đến quyền lợi của người sử dụng đất khi bị thu hồi. Thì trong trường hợp mà người sử dụng đất cho rằng là cái quyền lợi của mình không được đảm bảo, ví dụ như là cái đơn giá thì đáng lẽ ra phải thỏa thuận về giá nhưng lại không thỏa thuận áp giá, hoặc là áp một mức giá mà thấp hơn giá thị trường, không sát giá thị trường của nhà nước, hoặc là tính cái diện tích bồi thường chưa đủ, hoặc là tính cái khối lượng cái công trình trên đất chưa đủ. Thì với cái trường hợp mà tính đơn giá không đủ hoặc tính khối lượng công trình không đủ như vậy, dẫn đến thiệt thòi trong cái việc là giá bồi thường. Và thứ hai nữa là người dân có thể thiệt thòi ở các chính sách hỗ trợ, các cái khoản hỗ trợ, ví dụ hỗ trợ di chuyển, hỗ trợ đào tạo việc làm, hỗ trợ lương thực. Đấy, những cái khoản hỗ trợ như vậy thì nếu mà thiếu thì sẽ có thể khiếu nại. Hoặc là còn chính sách nữa là chính sách tái định cư. Khi nhà nước thu hồi đất thì về nguyên tắc là thu hồi loại đất nào thì sẽ bồi thường bằng loại đất đó. Vấn hai nữa là nếu mà thu hồi đất mà phải di chuyển chỗ ở, mất chỗ ở thì phải tái định cư. Và trong một gia đình mà nhiều người sinh sống hoặc là nhiều hộ khẩu thì có thể xem xét nhiều suất tái định cư. Đấy, hoặc là phải căn cứ vào diện tích nữa và vị trí tái định cư nữa. Và pháp luật còn ưu tiên là tái định cư tại chỗ cho cái người bị mất đất. Như vậy là nếu mà trong trường hợp các hộ dân ở trong cái dự án này mà thấy rằng là cái việc thu hồi đất này, thu hồi đất cho doanh nghiệp, mà doanh nghiệp này không phải là vì lợi ích quốc gia, lợi ích quốc phòng, lợi ích công cộng, không phải là mỗi phát triển kinh tế của xã hội, thì rõ ràng là người dân có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện đối với quyết định thu hồi đất và yêu cầu là phải thỏa thuận về giá đối với doanh nghiệp. Cái trường hợp thứ hai nữa là nếu mà chính quyền địa phương mà thu hồi đất ở một thời điểm lại tính giá bồi thường hỗ trợ tại một thời điểm, thì rõ ràng cái này là không phù hợp với quy định của luật đất đai hiện hành. Về nguyên tắc là thu hồi đất thời điểm nào thì phải xác định giá trị thời điểm đó. Đấy, vấn đề thứ ba nữa là cái giá trong trường hợp mà cái thu hồi đất đấy vì lợi ích quốc phòng, lợi ích quốc gia, an ninh công cộng và lợi ích kinh phát triển kinh tế xã hội, thì cái giá đất cũng phải sát với giá thị trường. Đấy, còn nếu mà không sát giá thị trường hoặc là cái chế độ hỗ trợ tái định cư mà không đảm bảo theo quy định pháp luật, không đảm bảo điều kiện để sống người dân, thì người dân hoàn toàn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo quy định pháp luật. Qua đây, dư luận đặt ra nghi vấn rằng quá trình thu hồi, đền bù và cưỡng chế có được làm theo đúng quy định của pháp luật. Tại sao một dự án 15 năm vẫn nằm đắp chiếu, buộc người dân phải sống mòn tha phương, nhìn diện tích đất của chính mình để bỏ hoang? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả trong các chương trình tiếp theo.